Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chuyên mục Thanh niên phát sóng định kỳ tối thứ năm hàng tuần trên kênh CLTV của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Dấu ấn màu áo xanh tình nguyện tại xóm Rọc Rậy. Trước khi đến với nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin phản ánh về hoạt động của đoàn thanh niên trong tuần qua. Ngày 5 tháng 10, tỉnh đoàn thanh niên tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 70 năm chiến thắng biên giới năm 1950 và 70 năm ngày giải phóng Cao Bằng, mùng 3 tháng 10 năm 1950, mùng 3 tháng 10 năm 2020. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 70 năm chiến thắng biên giới và giải phóng Cao Bằng, mùng 3 tháng 10 năm 1950, mùng 3 tháng 10 năm 2020 do tỉnh đoàn thanh niên phát động, với sự tham gia của các đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn tỉnh. Ban thường vụ tỉnh đoàn đã nghiên cứu xây dựng và trình ban tuyên giáo tỉnh ủy thẩm định hệ thống 70 câu hỏi thi trực tuyến với các nội dung liên quan đến những chiến công của quân và dân Cao Bằng trong chiến dịch biên giới năm 1950. Những chiến công, thành tích nổi bật của Cao Bằng qua 70 năm giải phóng và phát triển, những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của quê hương dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, những nhân vật lịch sử, nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam có những đóng góp trong sự nghiệp giải phóng Cao Bằng. Phối hợp với Viễn thông Cao Bằng triển khai xây dựng trang thông tin với tên miền tìm hiểu 70nam.tinhdoan.caobang.gov.vn và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kích hoạt tên miền trên hệ thống. Trong suốt 2 tuần dự thi, các nội dung đã diễn ra đảm bảo theo đúng thể lệ. Toàn tỉnh đã có 9.719 người đăng ký dự thi, trong đó có nhiều thí sinh dự thi tối đa 3 lần trên tuần. Qua đó, đã tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc toàn diện về ý nghĩa của chiến dịch biên giới năm 1950, ôn lại truyền thống lịch sử, những thành tựu to lớn mà nhân dân Cao Bằng đã đạt được 70 năm qua. Nhân dịp này, ban tổ chức cuộc thi đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc nhất tuần 2 và trao 1 giải tập thể cho đơn vị có nhiều thí sinh đăng ký tham gia nhất. Trung tâm Chính trị huyện Hà Quảng và Quảng Hòa vừa tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc cơ sở, lãnh đạo chủ chốt, đoàn xã, thị trấn. Trong thời gian 5 ngày, các cán bộ chủ chốt đoàn xã, thị trấn tại huyện Hà Quảng sẽ được học tập về lý luận chính trị, một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, hệ thống chính trị ở Việt Nam, thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện trong 9 tháng đầu năm 2020, các chương trình trọng tâm của huyện, các nội dung tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ đoàn, hội. Kết thúc thời gian học tập, lớp học sẽ tổ chức đi tham quan các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi và học tập kinh nghiệm tại huyện Nguyên Bình. Tại huyện Quảng Hòa, các cán bộ Mặt trận Tổ quốc cơ sở sẽ nghiên cứu 6 chuyên đề về lý luận chính trị như những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, một số nội dung cơ bản về phòng chống tham nhũng, thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Thông qua khóa học giúp cho cán bộ mặt trận, cán bộ đoàn giữ vững lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Đoàn Trường Trung học Phổ thông thành phố vừa tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động phong trào, công tác đoàn của Trường Trung học Phổ thông thành phố đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Đoàn trường đã phát động và đẩy mạnh cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Kết quả có 300 học sinh dự thi vòng loại, trong đó có 1 học sinh được dự thi vòng bán kết toàn quốc. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tổ chức ngoại khóa về phòng, chống cháy nổ, luật an toàn giao thông, bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội cho các thầy cô và học sinh nhà trường. Triển khai cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai. Dành cho học sinh và giáo viên trung học phổ thông năm học 2019-2020 với hơn 100 bài dự thi, trong đó 1 giải khuyến khích cấp quốc gia. Đoàn trường đã triển khai và tổ chức cuộc thi Pháp luật học đường với 300 học sinh tham gia thi vòng loại.
đoàn trường đã kết nạp được 446 đoàn viên mới. Nhiệm kỳ tới, đoàn trường phấn đấu 100% đoàn viên thanh niên được học tập chuyên đề, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% đoàn viên thanh niên tham gia xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 100% chi đoàn xếp loại từ khá trở lên. Nhân dịp này, hai học sinh được tỉnh đoàn tặng bằng khen đạt danh hiệu học sinh ba tốt. Thành đoàn Cao Bằng đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm học 2019-2020. Trường Trung học Phổ thông Đàm Quang Trung, huyện Hà Quảng vừa tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 với chủ đề Cùng hành động để thay đổi thế giới. Ngay sau buổi lễ ra quân, 400 đoàn viên thanh niên, học sinh và cán bộ, giáo viên nhà trường đã tham gia phong trào vệ sinh môi trường sống quanh bạn để hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Năm 2020, với nhiều hoạt động thiết thực như tổng vệ sinh lớp học, khuôn viên, nhổ cỏ bồn hoa cây cảnh, khu vực trong trường, khu vực trước, sau nhà hiệu bộ, hai bên đường, khu vực từ cổng trường ra đến ngoài quốc lộ. Tham gia vệ sinh, làm sạch những khu vực lân cận, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa. Thông qua lễ ra quân sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, từ khi phóng sự Người gieo xóm nhỏ làm việc lớn được phát sóng, rất nhiều lòng hảo tâm, các mạnh thường quân đã hỗ trợ rất nhiều cho người dân và đặc biệt không thể thiếu sự tham gia của những mảo xanh tình nguyện. Bằng những việc làm thiết thực, lực lượng đoàn viên tình nguyện đã để lại nhiều ấn tượng đối với 12 hộ dân, dân tộc Giao tại xã Rọc Rậy, huyện Lương Thông, huyện Hà Quảng. Với sự nhiệt huyết, sức trẻ của những đoàn viên thanh niên tình nguyện đã góp phần đẩy nhanh tiến độ để người dân nơi đây sớm có con đường mơ ước, giảm bớt khó khăn cho người dân và góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn mới nơi đây. Rọc Rậy là xóm vùng cao thuộc xã Lương Thông, huyện Hà Quảng. Giao thông còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi, nên cuộc sống của người dân nơi đây nhiều thiếu thốn, cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng. Đây là lần thứ hai tuổi trẻ Cao Bằng đến với Rọc Rậy. Trong năm nay, đoàn viên thanh niên đã có sự chuẩn bị chu đáo từ những kinh nghiệm, cũng như vận động các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí, hiện vật giúp đỡ bà con. Với chủ đề Chiến dịch tình nguyện 2020, của cụm thi đua số 3 trực thuộc tỉnh đoàn đã thu hút sự tham gia của gần 150 đoàn viên thanh niên. Trời mùa thu không nắng gắt nhưng lại có những cơn mưa bất chợt, cộng thêm việc các đoàn viên thanh niên phải đi bộ leo hơn 2 km đường núi, các tình nguyện viên đến được điểm làm đường cũng đã thấm mệt. Nhưng với tâm trạng háo hức, mong muốn được góp sức mình, giúp bà con nơi đây sớm hoàn thành con đường mơ ước, đi lại dễ dàng hơn. Hôm nay thì cái hoạt động tình nguyện này là hoạt động thường niên của đoàn khối thi đua số 3. Và năm nào cũng diễn ra hoạt động này và chúng tôi thì thực sự là các đoàn viên của khối tham gia với cái tinh thần rất là tích cực, nhiệt huyết. Cái thuận lợi khi mà chúng tôi tham gia ấy, đó là được sự tích cực ủng hộ của bà con nhân dân ở địa phương cùng với lại sự tích cực nhiệt tình của các bạn đoàn viên thanh niên ở trong khối. Và tuy nhiên thì cũng có cái khó khăn là chúng tôi cái con đường di chuyển vào đây thực sự là khó khăn và tôi thực sự cũng cảm phục bà con ở đây vì là trong cái quá trình đi lại tôi nghĩ rằng là nếu như con đường được hoàn thiện ý, thì sẽ giúp đỡ cho cái việc làm ăn về kinh tế này và đời sống của bà con nhân dân cũng được nâng cao. Hôm nay thì đoàn thanh niên công an tỉnh phối hợp cùng các đơn vị có liên quan trong khối thi đua số 3 thuộc tỉnh đoàn. Hôm nay chúng tôi được tham gia làm đường cho bà con xã Rọc Rậy, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, Cao Bằng. Tôi cảm thấy rất là vui khi mọi người đã đồng lòng với nhau. Cho dù cái đường có xa nhưng mọi người đều không nản chí và mệt mỏi. Thì thế tôi thấy rất là vui. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa để đem đến để cho mọi để bà con có con đường đi thuận lợi hơn. Thuận lợi thuận tiện hơn trong cuộc sống cũng như sinh hoạt của bản thân.
những ngày không có đoàn viên thanh niên đến hỗ trợ, 12 hộ dân nơi đây, mỗi ngày gia đình phải huy động từ 2 đến 3 người tham gia làm đường. Người dân chia sẻ, họ không ngại vất vả, không sợ làm đường, chỉ sợ không có vật liệu để đổ bê tông, vì hiện tại đường bê tông chỉ mới xây dựng được 1/4 quãng đường. Hiện nay đã sử dụng gần hết 50 tấn xi măng do chi đoàn sở giao thông tài trợ. Để đảm bảo được tiến độ nhanh chóng, bà con nơi đây rất cần sự chung tay giúp sức của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ xi măng cho bà con để hoàn thành con đường liên xóm này. Mình là một trong những người ở trong xóm này, thì lúc trước tôi làm đường ấy, mọi cái đều qua sức người, vai người. Lúc giả sử bạn mà cứ tưởng tượng như cái này này, lên hết dốc, cảm giác là thở không được ấy, thở dốc luôn ạ. Phải nghỉ một lúc khoảng 5 đến 10 phút thì mới đi lại được, rất là vất vả. Với cả bây giờ ấy, trước lúc là có cái nhà hảo tâm đã hỗ trợ xi măng 6 em rồi, nhưng mà hiện tại là còn 300 gói. Nhưng mà với cả hôm nay có các đoàn viên thanh niên với cả các anh bộ đội giúp nên là hiện tại là còn 300 bao. Nhưng mà với cả hôm nay làm nữa là gần hết rồi ạ. Em rất mong là các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân ủng hộ cho em xóm em để tiếp tục con đường này ạ. Làm được một đoạn rồi thì những cái đoạn dốc mình có thể đi xe được rồi, nên là đi sẽ thuận tiện hơn. Với cả ví dụ mình có muốn chở cái gì nặng thì nó không cần dùng quá nhiều sức như đợt trước. Với cả hôm nay có các đoàn viên thanh niên mình cũng rất là cảm ơn các bạn đã đến hỗ trợ xóm mình. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy khối, cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, tỉnh đoàn Cao Bằng, thì cùng với sự thống nhất của khối thi đua số 3 trực thuộc tỉnh đoàn, thì năm nay đoàn thanh niên khối, cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là đơn vị trưởng khối đã xây dựng kế hoạch lao động tình nguyện và tổ chức các hoạt động đội hình tình nguyện tại xã Lâm Thông, huyện Hà Quảng. Với mục tiêu là tổ chức được những cái hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đặc biệt là hướng tới những cái địa bàn khó khăn ở trong xã, thì cũng tiếp tục lựa chọn cái điểm xóm Cạc Rậy để tổ chức cái hoạt động lao động tình nguyện làm đồng với tâm nông thôn cho các hộ dân trong xóm Cạc Rậy. Với sự nhất trí của các đơn vị trong khối, bao gồm có đoàn thanh niên khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, đoàn thanh niên công an tỉnh, đoàn thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh, đoàn thanh niên quân sự tỉnh và đoàn trường cao đẳng sư phạm Cao Bằng, thì đoàn đã tham gia với trên 150 đoàn viên tham gia các đội hình tình nguyện, bao gồm có làm đường bê tông nông thôn, hỗ trợ khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tổ chức viễn thông công ích của do chi đoàn VNPT thực hiện, và hoạt động nữa là cắt tóc miễn phí cho bà con nhân dân như là trẻ em. Với cái hoạt động này, tại sao mà chúng tôi lại tiếp tục lựa chọn cái xóm Cạc Rậy để thực hiện cái nội dung tình nguyện tiếp theo nữa, thì bởi vì là cũng xóm là địa bàn rất là khó khăn, đặc biệt là cái con đường đi từ đường chính rẽ lên các hộ dân trên xóm Cạc Rậy, đường đi rất vất vả khó khăn, chiều dài khoảng 5 km, đường nhỏ. Do đó thì nhận thấy là cái con đường cũng khó khăn, thì chúng tôi lại tiếp tục lựa chọn cái xóm Cạc Rậy này để thực hiện tình nguyện, làm sao mà cố gắng hoàn thiện cơ bản những cái đoạn khó lên xóm, giúp bà con để bà con sau đó thì sẽ làm nặng dễ hơn, thì chúng tôi mục tiêu chúng tôi như thế. Chiến dịch thanh niên tình nguyện đã và đang được lan tỏa mạnh mẽ với các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Lực lượng đoàn viên thanh niên đã tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chuyên mục thanh niên tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục thanh niên số tiếp theo.